anh nói anh nghe nè, không lẽ bây giờ á Trang nó lại nó xin chụp cho anh tấm hình, anh nói thôi đừng chụp hả? Em thường biết anh với Lực, nhưng đây là nó hôn anh mà. Anh có chủ động được cái chuyện này không? Ví dụ như bây giờ anh lại xin chụp trên tấm hình nè, thì anh chỉ là anh chụp hình để giúp lấy, là anh nói đừng hung tôi, đừng hung tôi nha. Sao anh chủ động được chuyện này Tính? Nãy giờ em không hề to tiếng với anh. Bữa giờ con cứ mặt mẽ. Anh xin lỗi. Em là người tổn thương nhất trong câu chuyện này. Em chưa bao giờ to tiếng với anh. Nãy giờ em chưa nói nặng anh một điều gì hết đúng không? Em đang nghe anh giải thích, và em muốn nghe một lời giải thích từ anh. Nó thỏa đáng, nó làm cho em dịu cái cơn đau này, chứ không phải anh quát vào mặt của em. Và tại sao em giận? Anh chụp với biết bao nhiêu người, anh là nghệ sĩ mà, anh là ca sĩ mà, anh trình diễn trên sân khấu mà. Anh âu kiếm với ai em không quan tâm, nhưng đây là phía sau cánh gà, không có máy nào quay để anh diễn hết. Không lẽ bao nhiêu? Không biết nói gì đúng không? Em cho anh nói được không? Em nói là đừng có quét em, nhưng mà em có chịu được nghe em giải thích gì không? Bốn năm rồi Tính, bốn năm mình quen nhau rồi, em có hiểu anh không? Em có biết anh là con người như thế nào không? Làm ơn đừng có đem cái câu chuyện tình cũ của em ra đây để em dằn vặt anh được không? Anh khác, hai người yêu cũ của em khác, hai tụi anh khác nhau, mỗi đứa yêu em khác nhau. Nhưng mà anh thương em rất lòng mà Tính. Em rời khỏi nhóm, em không còn được nhảy nữa.